Xin chào cả nhà và các bạn, đến hẹn lại lên. Hôm nay Thu Dương mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương trở về Dunnville để câu cá quơ ai nha các bạn. Hôm nay thì hiện bây giờ thì cũng 1 giờ rồi. Hôm nay mình sẽ đi xuống dưới đó khoảng chừng 45 phút lái xe đến trở lại Dunnville để câu cá quơ ai cho các bạn xem. Hôm nay Thu Dương sẽ dùng mồi nào? Hôm nay Thu Dương sẽ dùng cái con cá như thế này. Cái này là blackfish các bạn, cái này bằng mũ màu hồng, ở dưới nó cái mình có màu vàng vàng như vậy. Còn cái đầu chít thì mình dùng cái màu xanh và phân nửa xanh phân nửa trắng như vậy nha các bạn. Thì mình sẽ dùng màu này, mình sẽ móc vào con cá như vậy nha các bạn. Đây, cái móc như thế này nè các bạn, như thế này nha các bạn. Đó, như thế này thì mình sẽ câu cái màu này ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng màu này với ngày hôm nay mình sẽ bắt được cá quơ ai cho các bạn xem nha. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương chuẩn bị đi đến cái dòng sông Grand River ở tại Dunnville. Chúng ta sẽ câu cá ở tại đó nha. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng đến cái bãi câu nha. Chúng ta câu cá quơ ai ngày hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ câu mồi chích và con cá giả giống như vậy nè các bạn. Con này màu hồng, con này có thể hôm nay chúng ta bắt được cá nha các bạn. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương câu nha. Vừa liễn xuống nó cắn vào giật không dính các bạn. Vô rồi các bạn ơi, vô rồi các bạn ơi, đã tay quá các bạn ơi, đã tay rồi, quá là đã rồi các bạn ơi, vô rồi các bạn ơi. Sướng quá các bạn ơi. Bữa nay mình quên đem vợt nha các bạn, nhưng mà mình lôi cái vô trong cái hốc này mình bắt luôn nha các bạn. Sướng tay quá các bạn ơi. Mình quên đem vợt nha các bạn. Nó cho nó vô trong cái lỗ này là mình bắt được nha các bạn. Đây nè các bạn ơi. Đây, con này là cỡ 4 phao nha các bạn, 4 phao nha các bạn.